trời luôn rồi chú ơi. Dớn cá thì 2 ngày mà mới dở một lần nha cô chú. 2 ngày dở cá nó mới nhiều. Ngày nào cũng dở cá nó ít lắm. Bận dở xen kẽ. Bận dở dớn ở đây xong rồi em bận dở dớn với nội. Rồi xong rồi bận đi xuống dưới gãy dở dớn dưới gãy nữa. Bận đặt 2-3 chỗ luôn. Ôi trời ơi, ơi đòi lội nước xíu đây, xíu rồi cho lội nước, giờ khoan hả lội gì đâu mà xíu nữa là tới nè, cái người ta cho lên, người ta cho lội. Ôi cái cò kìa, ôi nó ăn cá vậy à. Còn con đang đứng luôn, không bay luôn trời. Nó quen rồi. Nè, lên bờ bên kia đi. Cho lên á. Rồi, trèo lên. Rồi đó, đi đâu đi đi. Mệt quá trời luôn. Ủa sao cái này nó kỳ vậy? Để móng buộc cái này lại cái. Cái gì chứ cái này nó vô cá lau kiến. Nó hay vô cá lau kiến bự lắm. Cá lau kiến bự nè, rồi ếch bự nữa. Xong.
Mới vô là được con cá sạc này nè. Wow, mèn đếc ơi, còn sống luôn, bự dữ vậy. Ai da, con cầm cái dầm xuống dưới để neo lại. Ui bự quá cô chú ơi, quá trời luôn nè, bự dữ dằn luôn. Mở xé lưới tiếp tục mà chưa thấy đường xé luôn. Đây hồi nó quắn nè, cái này mà sáng lên mà nấu làm cái gì đó ăn là ngon lành luôn. Wow, ôi đây một bạn nữa, bự nhỏ gì cũng phải gỡ hết. Ôi xé mà thấy mê luôn á, xé ghiền luôn á, nghe tiếng xé lưới. Ồ đây thêm bạn nữa. Ê túi túi túi. Thấy nhà nhỏ xíu vậy chứ nó quắn, quắn biết bao nhiêu vòng mà nói luôn á. Cá rô. Này bắn ngọt ra nhớt quá trời luôn nè, quá đã. Cái đồ đồng này mở nó hơi ốm. Bắn cây cối này dính lưới hay dính gì dữ vậy. Thấy cá rô cũng nhiều nè, nhưng mà khởi đầu im quá, dính con cá lông kiến quá đã. Hôm nay mà dính cá lông kiến mà bự bự như vậy mà khoảng 3-4 con là có một bữa ăn ngon lành luôn. Cái ăn xịn sò luôn, cá lông kiến bự ăn ngon lắm. Chùm luôn. Dính lưới này. Bỏ dầm dính lưới 3 con. Rủ nhau đi ăn à. Cái này đã rủ nhau đi chơi nè. Sao đây?
Tiếc quá, tiếc lưới. Tiếc thì tiếc nhưng mà dạng tay xé dạng tay. Banh hết. Dính cây. Không có dẫn lên, không có đỏ lên xuồng đâu nha. Lưới. Con này trọng trọng nè. Ôi ôi. Mấy con cá này là chỉ có nướng thôi, nướng là mắm bận em mà, nướng ăn nó ngon hơn. Ôi thêm một con khổng lồ nữa rồi. Quá bự luôn, quá bự luôn. Nó cong cái mình nó lại. Ô trời ơi trời, đợt này cái lỗ bự lắm đây. Quá trời luôn cô chú ơi. Đâu phải lỗ không đâu, hai ba lỗ luôn. Mà nhờ ha, nhờ lưới ba màng nó lắp lại cũng đỡ. Vậy mà bữa nay không có con cá trê nào hết trơn ta. Trời ơi, thao cá im quá hả? Dạo dài này bởi vì tôi dở cao cao lên. Ôi
Rồi. Cái nào kiến? Còn sống không? Còn. Còn sống. Cầm con cá chơi kiểu này là ổn nha cả nhà. Như vậy là nó không có làm được gì mình hết luôn. Ê, sống nhăn luôn, khỏe quá. Kệ đi không sao đâu. Không có cá. Ô! Mẹ em đẻ thôi. Cá hả? Trời Phật ơi. Ôi. Bự. Ủa cái màu nó đẹp. Cái màu nó đẹp thì thôi luôn. Đây nè, quắn nè, con lưới nè. Bánh chành tay lưới luôn nè. Trời ơi. Quắn cái kiểu gì mà hay dữ. Rồi xong. Okay.
dìm nè. Cá chê, cá chê. Mèn ơi, dữ dằn luôn. Dìm nhanh lắm. Ui, cô chú ơi, coi nè. Rồi. Ôi, bự gì mà bự dữ vậy chàng. Wow, kinh khủng thiệt. Bay hết mấy cá kia ra ngoài luôn. Quá trời rồi. Còn là chiến lợi phẩm không? Thôi xíu nữa hết rồi cô chú ơi. Trời ơi. Mặc dù em là nhưng mà cũng phải gửi em ra. Đứt lưới luôn. Mở đầu bằng con cá lao kiến, kết thúc bằng một con cá gô. Giờ mình về nha cô chú. Không cần quay đầu. Ây da. Thôi, sáng nay thăm lưới quá trường im luôn. Giờ này nắng lên nóng. Nóng dữ dằn. Lại mà không có đem theo nón. Nóng bằng cổ. Trời ơi, cá lau kiến này ha, lục xả nè, muốn bơi vậy thấy im hơn, nếu mà trở cái đầu xuồng lại là bơi lạng dữ lắm. Ôi trời ơi, Tiên ơi, Tiên ơi đi về. Qua hả? Cha Mẫn dỡ 12 cửa ngục ở dưới sông á. Dính được nguyên một con cá trê bự luôn. Mà nói nào ngay đi, con cá trê đó là con cá trê mà do người ta nuôi bùng á. Rồi xong ở đâu cái bị thua kẹp mà bị gách lưới á. Cái nó ra. Nó mới dính. Hổm dài là vẫn dính 4-5 con này. Còn là cá chi phi không à. Cô chú nhìn cá chi phi dễ biết lắm. Nó
khác xa với con cá chê trắng của mình luôn. Cá chê phi nó bự dữ dằn luôn. Một là cái màu nó đen thui luôn, còn không phải là đen thui thường lười mà cái màu nó là nó sẫm. Còn hai nữa là nó có đốm. Đốm. Và cái đốm nó cũng dễ chịu lắm chứ nó không có giống như Mẫn diễn tả đâu. Và con cá chê phi Mẫn nuôi á, như là Mẫn đang nuôi nè, là hôm bữa là cân là 2,8 kg, 3 kg. Cái con Mẫn mới bắt trong nội như đây nè, 3 kg luôn. Mặn lắm. Bây giờ tới đây là thấy mát rồi nè. Mặn cá chê phi đó khó ăn lắm. Không phải là thịt nó không ngon, mà là tại vì nó bự quá, mình không có biết làm gì ăn. Ví dụ như cả nồi cả nhà nuôi mà một con được 3 kg rồi á, thì ngày đó là xác định buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều là toàn là ăn cá, cái chê không, tại vì nó bự. Mẫn thì ít ăn thịt đó lắm. Cá chê phi cũng rất là khó bán luôn. Mẫn thì Mẫn thích ăn con cá cái gu nuôi của mình á, cá gu nuôi á, phái ăn con cá gu nuôi cực kỳ luôn. Cá điêu hồng thì cũng không phái, nhưng mà cá gu nuôi phái lắm. Mẫn nói thích ăn vậy để mai mốt cái Mẫn mua 1 kg cá gu nuôi á. Mẫn có cái mùng nè, cái Mẫn đi độ vớn mà có cá chanh chanh nhỏ nhỏ nè. Ôi trời ơi, xin xuống xuồng á hả? Ok kìa, trời ơi xin xuống xuồng kìa, thôi cho xuống nghe nè. Ôi trời ơi, em lội bộ mệt quá chị ơi, thôi xuống. Ôi thấy thương vậy, xin xuống xuồng rồi. Biểu hiện thấy thương ghê không? Dừng lại cái mà khó bơi liền luôn. Đúng chưa? Mà bước xuống cái đầu nó ghen. Đi thì thôi bước xuống cái ghen. Cả nhà thường thường thấy Mẫn cười á, bọng mắt của Mẫn to lắm. Ngay trong mắt Mẫn có 2 cái bọng thịt dư, trời ơi. Rồi mình bỏ sườn lên đây. Thôi mình đi thăm tí. Thôi kéo lên đường kia đi. Trời, nó nhói. Không có vô đây được, không có vô đây được. Ở đây có nhánh cây. Mà sáng nay Mẫn quá chừng vội thu cá luôn cô chú ơi. Con cua bự. Trời ơi. Cá chê có, cá rau kiến có. Con này quá trời khổng lồ rồi. Con này bự dữ dằn bự luôn. Quá trời. Bự nha. Nhiều con bự lắm, 3-4 con bự luôn. Như đây mà Mẫn mần là sáng nay mà đủ bữa ăn sáng của Mẫn luôn này.
Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hộ em Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Giờ Mẫn đi mừng cá. Cá này thì Mẫn luộc hấp tiêu nha cả nhà. Cá này Mẫn hấp tiêu. Hấp tiêu, cá lao kiến hấp tiêu tiếp tục.